Alcara đang có mặt trong vòng cấm. Số 79 Enblock Bachi và Alcara. Tokara xin lỗi các bạn. Luôn luôn có mặt ở trong những tình huống không chiến với những tình huống đá phạt góc. Hải Linh rõ ràng là đang rất vất vả để theo kèm đội trưởng của Việt Pháp. Đánh đầu không vào. Phản xạ tốt của Kim Thành. Vẫn là các cầu thủ Pháp quả tặng. Và lại là một pha đánh đầu nữa. Và tỷ số lại được nâng lên. Lần này thì đội trưởng